Cứ bình tĩnh cuộc đời khắc bình an. Muốn làm được việc lớn, bạn nhất định phải rèn được sự bình tĩnh. Bình tĩnh để suy xét mọi việc, bình tĩnh để phát ngôn cẩn thận. Bình tĩnh là chìa khóa để thành công. Trong công việc, bình tĩnh giúp bạn nhìn ra đâu là đồng nghiệp tốt, đâu là đối tác uy tín. Bình tĩnh giúp bạn nhìn đâu là kẻ lợi dụng, đâu là người chỉ nghĩ cho bản thân. Bình tĩnh là chìa khóa để yêu thương. Có mối quan hệ nào không tránh khỏi xích mích, hiểu lầm hay giận hờn tranh cãi? Một phút cảm xúc lên ngôi, đầu nóng hừng hực dễ dẫn tới hành động, lời nói sai trái. Bình tĩnh giống như một dòng suối trong mắt làm dịu nhẹ sự bực bội. Tỉnh táo, cẩn thận, suy ngẫm đường đi nước bước trong sự nghiệp. Nhẹ nhàng, vui vẻ, thấu hiểu trong gia đình. Cứ bình tĩnh khắc đời mình bình an,